trở lại phần tin tức trong ngày hôm nay. Bản tin tiếp theo, Diệp Quyên xin phép được gửi đến quý vị phần chi tiết sau đây. Bản tin cho hay về vụ báo động có liên quan tới tình trạng người Hờ Mông bị đàn áp. Kính thưa quý vị, vào ngày 27 tháng 5 năm 2014, diễn ra phiên tòa phúc thẩm xử ba người Hờ Mông là ông Lý Văn Dinh, Dương Văn Tu và ông Thảo Quán Mua tại trại giam công an tỉnh Tuyên Quang, xóm 22, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ba ông Thảo Quán Mua, Lý Văn Dinh và Dương Văn Tu đều bị khởi tố tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 258 của Bộ Luật Hình sự. Theo cáo trạng, Viện Kiểm sát kết tội, ba ông có nhiều hành vi liên quan tới việc tập trung nhiều người, xây dựng nhà tang lễ mà người Hồng Mông gọi là nhà bé hoặc là nhà đòn dùng để chứa đồ tang lễ. Các ông Mua, Dinh, Tu và Sang là những người mạnh mẽ cổ vũ cho việc theo phong tục mới, bỏ phong tục cũ lạc hậu của người Hờ Mông và lên tiếng đòi chính quyền công nhận nên bị bắt giữ và kết án tù vô lý. Điều này cho thấy chính quyền Việt Nam đã và đang can thiệp trắng trợn và phi nhân vào đời sống thường nhật, phong tục và tôn giáo của người sắc tộc, bất chấp những mỹ từ mà họ rêu rao về đại đoàn kết dân tộc. Lợi dụng sự bưng bít thông tin ở những vùng núi hẻo lánh, chính quyền và an ninh Tuyên Quang đã ngăn chặn và đàn áp bất cứ ai muốn tiếp cận với những người Hờ Mông này. Những người sắc tộc này không thể nào nhận thấy bất cứ sự trợ giúp nào từ những người bảo vệ nhân quyền qua bưu điện hoặc dịch vụ, vì bất cứ dịch vụ nào đến với họ đều bị chặn, ngay cả thư từ cá nhân cũng đã bị công an và an ninh thường xuyên kiểm tra. Kết thúc phiên tòa phúc thẩm vào ngày 27 tháng 5 vừa qua, ông Lý Văn Dinh đã bị xử y án sơ thẩm 15 tháng tù giam. Ông Dương Văn Tu được giảm 2 tháng tù từ 21 tháng xuống còn 19 tháng. Và ông Thảo Quán Mua cũng đã bị xử y án là 18 tháng tù giam. Tình hình tại Biển Đông căng thẳng từng giờ. Thưa quý vị, tin từ Việt Nam, tình hình ngoài Biển Đông ngày 29 tháng 5, theo như Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, số lượng tàu hải cảnh, tàu quân sự của Trung Cộng đã giảm nhưng vẫn duy trì 122 tàu và một máy bay trinh sát bay hai vòng quanh giàn khoan Hải Dương 981. Cục Kiểm ngư cho hay là trong số các tàu gặp nạn ngày hôm nay, có 3 tàu cá và một tàu của lực lượng kiểm ngư cùng với 3 nhân viên kiểm ngư bị thương. Phía các tàu Trung Cộng xung quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981 đang hạ đặt trái phép tại vùng biển Việt Nam có rất nhiều biểu hiện bất thường. Tàu hải cảnh 31101 của Trung Cộng có lắp thêm đường ống và vòi màu đen. Đáng ngạc nhiên hơn là một tàu hải cảnh Trung Cộng và một tàu khác của nước này khi chạy song song gần giàn khoan Hải Dương 981 đã liên tiếp phun nước vào nhau. Cùng ngày thì Trung Cộng đã xua hàng chục tàu hải cảnh và tàu kéo ra bao vây, lao vào, đâm va vào các tàu kiểm ngư của Việt Nam. Khoảng 15 giờ 45 phút, tàu cá DNA 90152 của ngư dân thành phố Đà Nẵng đã bị tàu Trung Cộng đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam và được tàu VT57 kéo về đến cảng Lý Sơn. Ngoài ra thì Trung Cộng còn dùng tàu cá bám sát tàu kiểm ngư Việt Nam nhằm thả lưới và các vận dụng khác gây cản trở cho tàu kiểm ngư và để tạo ra những cú đâm va nhằm vu cáo với quốc tế rằng tàu kiểm ngư của Việt Nam tấn công tàu cá Trung Cộng. Thưa quý vị, đồng thời theo tờ báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản cho rằng có ít nhất 8 tàu chiến Trung Cộng bao vây và chĩa súng máy nhắm vào một tàu chấp pháp của Việt Nam cách giàn khoan 6 km và máy bay Trung Cộng bay vòng quanh bên trên. Cũng liên quan tới Biển Đông, Nhật Bản đã rời lại việc cung cấp tàu tuần duyên cho Việt Nam vì hiện nay Nhật Bản phải dồn sức cho công việc tuần tra bờ biển của chính họ. Trong thời gian qua thì Nhật và Trung Cộng có những căng thẳng về lãnh hải trên chuỗi quần đảo Senkaku thuộc chủ quyền của Nhật và Trung Cộng cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là điếu ngư. Lực lượng tuần duyên của Nhật Bản khi phải đối đầu với các vụ tàu thuyền Trung Cộng xâm phạm vào vùng biển quanh quần đảo này. Việc cung cấp tàu tuần duyên từ Nhật Bản được Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Vũ Đức Đam đề cập vào tuần trước trong một lần trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters. Vẫn liên quan tới nguồn tin trên, chiếc tàu Kunisaki Nhật Bản đã đến Việt Nam và tham gia phòng chống thiên tai tại Biển Đông. Thưa quý vị, theo như tờ báo Yomiuri Shimbun đã trích nguồn tin từ Cục Phòng và Vật Bản cho hay là Nhật Bản sẽ phái tàu vận tải mang tên Kunisaki đến tham gia cuộc diễn tập phòng chống thiên tai tại Biển Đông. Chiếc tàu Kunisaki sẽ chở theo 140 binh sĩ thuộc lực lượng Hoa Kỳ và Úc đến diễn tập cứu nạn tại Việt Nam, Campuchia và Philippines. Một viên chức cao cấp của Cục Phòng vệ cho hay đây không phải là một cuộc thao diễn quân sự mà là một cuộc phòng chống thiên tai cứu trợ nhân đạo. Ông nói thêm đây là sáng kiến của Hải quân Hoa Kỳ và được thực hiện hàng năm.
Tuy nhiên, tờ báo nói thêm là dường như những cuộc tập diễn tập như thế được lên kế hoạch để chứng tỏ cho Trung Cộng thấy sự đoàn kết giữa Nhật, Úc, Mỹ và các quốc gia Đông Nam Á trong bối cảnh Trung Cộng đang tăng cường thực lực hải quân của họ trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Ông Hiroshi Fukada là đại sứ Nhật tại Việt Nam nhận xét hai nước đã nỗ lực hết mình vì hòa bình và hợp tác trong khu vực. Ông cũng kêu gọi các nước cần lên tiếng, hành xử theo luật lệ và củng cố đoàn kết để đối phó trước hành động ép buộc, đơn phương hay đổi hiện trạng bằng võ lực hay đe dọa dùng võ lực. Dự tính là tàu Kunisaki sẽ rời khỏi Nhật Bản vào ngày 28 tháng 5 và sẽ đến Việt Nam vào ngày 6 Tây tháng 6. Trung Cộng cho có thể di chuyển giàn khoan đến khi tìm được dầu, thưa quý vị, tin từ Việt Nam. Một số chuyên gia năng lượng của Trung Cộng dự báo giàn khoan Hải Dương 981 sẽ di chuyển tới lui ở Biển Đông cho tới khi hoàn thành việc thăm dò dầu gần Hoàng Sa. Reuters dẫn lời Lin Bo Chang, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Năng lượng của Trung Cộng thuộc Đại học Xiamen Mẫn nói rằng giàn khoan được thiết kế để thăm dò dầu ở Biển Đông. Nó sẽ di chuyển vào vùng nước sâu ở các khu vực khác trên Biển Đông. Còn ông Wu Shikin là giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc gia về Biển Đông của Trung Cộng cho hay nước này khá tự tin về khả năng có dầu ở khu vực mà giàn khoan 981 vừa hoàn thành giai đoạn 1. Nếu không thì họ không bắt tay vào khai thác. Bắc Kinh đã gửi đi một tín hiệu với cộng đồng quốc tế rằng họ có khả năng thăm dò ở vùng nước sâu. Các chuyên gia nhận định nếu như giàn khoan tìm thấy dự trữ dầu thì Trung Cộng có thể đưa cơ sở vật chất đến để khai thác dầu và tàu đặt ống dẫn nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng để truyền dầu khí sang tàu. Quá trình này có thể mất vài năm, còn việc khai thác sẽ kéo dài hàng chục năm. Trung Cộng trông đợi giàn khoan Hải Dương 981 có thể đem lại cơ hội hiện hữu đầu tiên về dầu cho quốc gia này ở Biển Đông. Nước này đang phải nhập cảng gần 60% nhu cầu về dầu và 30% nhu cầu về gas. Ngày hôm 27 tháng 5, Trung Cộng di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 về phía đông nam của đảo Tri Tôn. Cục Hải sự Trung Cộng cũng ra thông báo cho biết là giàn khoan Hải Dương 981 đang được di chuyển tới hướng đông bắc và cảnh báo các tàu thuyền qua lại trong khu vực thận trọng để tránh va chạm. Theo thông báo, thì giàn khoan 981 đã hoàn thành giai đoạn khoan thăm dò đầu tiên và chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Sau đây là một phóng sự từ Việt Nam. Kính thưa quý vị, Cộng sản Việt Nam bất ngờ đổi giọng thân thiện với Hoa Kỳ và chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Vào thời điểm Nga và Trung Cộng đột nhiên trở mặt, Cộng sản Việt Nam bối rối và chuyển giọng sang cầu thân với Hoa Kỳ, cũng như thay đổi thái độ từng thù địch với chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Trong những ngày cuối tháng 5 năm 2014, qua báo chí nhà nước Cộng sản Việt Nam, người ta nhìn thấy xuất hiện một loạt các tình tiết mới, cho thấy nội bộ đảng đang có sự xáo động và thay đổi quan trọng về chính sách. Cộng sản Việt Nam đang hoảng hốt vì đã không còn chỗ dựa của dân chúng nếu không ra mặt bảo vệ tổ quốc, cũng như Hà Nội không còn được làm chư hầu cho Trung Cộng để giữ vững quyền lực chính trị của mình. Cũng trong liên tục nhiều ngày, báo chí nhà nước Cộng sản Việt Nam cho đăng tải các bản tin kêu gọi dân chúng hãy cùng ký tên vào trang thỉnh nguyện thư của Tòa Bạch Ốc Hoa Kỳ có tên là We Are People, kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hãy trừng phạt bằng cách cấm vận Trung Quốc do đã xâm lấn Việt Nam. Báo chí cũng thường xuyên nhắc lại trận hải chiến Hoàng Sa như là một cách phủ nhận công hàm của Phạm Văn Đồng về chuyện đã nhìn nhận sự xâm lược của Trung Cộng, hiện nay đã không còn giấu giếm được nữa. Các trang nhà nước như Báo Người Lao Động, Thanh Niên, Pháp Luật, v.v. đều đưa tin này. Khi số chữ ký chưa đạt được tới mức 100.000 theo như quy định, thì các trang luôn có khuynh hướng chống Mỹ như Petro Times, An Ninh Thủ Đô cũng đều kêu gọi dân chúng hãy mau chóng tham gia. Thậm chí trên trang web của Nguyễn Tấn Dũng cũng có cách hướng dẫn cho người Việt không rành Anh ngữ cách thức để có thể tham gia dễ dàng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Cộng sản Việt Nam, đặc biệt sau 39 năm cưỡng chiếm miền Nam, thái độ thân thiện và cậy nhờ sự ủng hộ của Hoa Kỳ lại bộc lộ rõ ràng như vậy. Có rất nhiều người cho biết rằng 100.000 chữ ký này chỉ dành cho công dân Hoa Kỳ, nhưng các trang báo, tin truyền hình của Hà Nội vẫn hối thúc người dân tham gia. Các nhà quan sát nhận định rằng vấn đề hiện nay là nhà nước Cộng sản Việt Nam đang muốn giới thiệu cho dân chúng thấy sự thân thiện của họ đối với Hoa Kỳ, cũng như là bày tỏ việc thăm dò thái độ muốn xích lại gần một mối quan hệ mới, có bị phản ứng từ các thế hệ đầu độc tư tưởng chống Mỹ hay không. Và cũng bên cạnh đó thì có nhiều bài báo cũng đã nhắc lại quá khứ cuộc chiến 1974 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đối với Trung Cộng tại Hoàng Sa và sử dụng những từ ngữ như trọng thị khác hẳn với sự thù địch trước đây.
Ban Tuyên giáo Cộng sản Việt Nam cũng đã phát động chiến dịch âm thầm cho báo chí phỏng vấn, gặp gỡ các quả phụ tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa vào lúc này và ca ngợi sự hy sinh dũng cảm của các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Mới đây nhất thì bà Nguyễn Thị Lựa là vợ của thượng sĩ Nguyễn Thành Trọng, là một trong 74 thượng sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa 1974, được báo chí lên tiếng ca ngợi là đã đặt tên con là Nguyễn Hoàng Sa để không bao giờ quên tổ quốc đã bị xâm lăng và coi đó là một mẫu mực của gia đình yêu nước Việt Nam. Thưa quý vị, đến đây thì cho phép chúng tôi được tạm ngưng và sẽ quay trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của Đài.